Ghế tới rồi, tới rồi. Ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Mời em trai giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình. Em chào chị Cát Tường. Dạ, chào bạn nữ. Em tên là Trần Ngọc Tiên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc dưới Long An. Em đang là nhân viên kỹ thuật điện chị. Long An ở chỗ nào? Ngay cổng Bến Lức đó chị. Rồi quê mình Long An luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay chạy lên đây ghi hình hả? Chạy mất bao lâu? Khoảng gần tiếng chị. Ồ, vậy Long An thành phố chỗ Bến Lức cũng gần ha. Rồi còn em gái. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nam. Em tên Hứa Thị Kim Yến. Hôm nay em 31 tuổi. Về công việc thì trước em làm nhân viên văn phòng. Nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ và em đang ở nhà phụ một số việc của gia đình thôi. Dự định là qua năm sau thì em mới đi làm lại. Quê em An Giang, hiện tại sinh sống và làm việc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh em đây cùng gia đình, ý là gia đình em sinh sống ở đây lâu rồi chị. Nhà đông anh chị em không em? Có ba chị em gái. Em giữa của em thì lập gia đình rồi. Còn em út của em thì học lớp 11. Gia đình hối dữ chưa? Dạ có. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi chị. 31, bên này mình 35 hả cơ? Dạ. Những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tiên? Dạ điểm mạnh của em thì tính làm việc độc lập tốt. Em cũng có thể làm việc nhà được. Có tật xấu gì không? Xấu của em là cũng nóng tính. Lâu lâu cũng có nhậu, nhậu với bạn bè. Lâu lâu gì? Tôi nghĩ cái bộ tướng này chắc cũng nhậu dữ lắm à, nhậu hoài à. Hồi đó hai chị này bị bao tử, ít nhậu. Trời ơi, bị bên bao tử luôn rồi hả? Rồi trị hết chưa? Cũng hết rồi chị. Mà sao cũng chưa mập? Không biết nữa, chắc cái tạ người nó vậy. Cái là cũng chưa có cái bàn tay người phụ nữ chăm sóc ha. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì cưng? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên, cũng phải mất tập trung á. Giờ điểm mạnh của em thì em hiền, ít nói. Ủa, điểm mạnh là ít nói hả? Nói chung cũng biết nấu ăn một chút. Rồi lúc rảnh rỗi thì thường em hay làm cái gì? Thì em hay như dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu thì có đi xem phim với bạn bè. Tình trường thì sao? Hiện tại em chưa có mối tình nào hết. Do gia đình bạn bè có giới thiệu cho em gặp gỡ, nhưng mà do không phù hợp nên không hợp tính nhau á, nên không có tới được. Khi mà gặp gỡ thì nó cũng trong thời gian ngắn rồi chị, tháng là không có gặp nữa. Thì cũng có nhiều cái lý do lắm. Số bạn em gặp á, thì cái thời điểm đó thì nhiều khi bạn thích bạn nữ tóc dài, nhưng mà thời điểm đó thì em tóc ngắn. Trời. Thỉnh thoảng còn mặt là có người á, thì dạng lúc đó em thời em nói là em cũng chưa biết thấu hiểu lắm, nói em kiểu như chậm hiểu vài vấn đề. Dạ ta che em luôn vậy đó hả? Dạ không, hay là nói qua trung gian thì biết sau này thôi. À thì cũng cách đây cũng thời gian trước cũng lâu rồi, em có quen một anh á, cũng kiểu như lớn tuổi hơn em nhiều á, khoảng gần 20 tuổi. Dạ rồi cũng không được. Dạ không, tại lúc đó em nói là em cũng suy nghĩ, lúc đó em cũng chơi với bạn trẻ nhiều á, rồi suy nghĩ nó cũng chưa chững chạc lắm, nên thôi em không có ý là nói chuyện, người ta thấy cũng không phù hợp á, nên thôi em cũng không gặp nữa. Hay dài vậy là coi như tình trường mà nói là mối tình sâu đậm rồi là cũng chưa có. Dạ đúng. Còn em sao, tình trường mình sao? Dạ, nè tình trường của em thì em cũng đã trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi? Cách đây cũng 60 năm rồi chị. Rồi sao chia tay? Nói chung hồi xưa thì công việc thì em ở đó em làm với Long An, người bạn ấy thì làm bên Sài Gòn, cũng xa, với lại một phần nữa cũng xuống nhà chơi mấy lần á. Có vẻ như gia đình bạn gái không đồng ý. Không đồng ý, lý do gì không đồng ý? Em cũng không biết nữa, sau này cũng nghe con bạn nói là chắc có thể lúc đó là công việc em chưa ổn định. Rồi từ đó đến nay không có quen tay mai nữa hả? Dạ cũng có, nhưng mà còn là đơn phương không chị. Sao vậy? Tính em thì cũng sống hơi nội tâm á, cũng ít nói nhiều khi. Bây giờ còn nhớ tới cái người bạn gái cũ đó hay sao? Chị cũng nay cũng 6 năm cũng. Sao mà nhắc tới mà còn xúc động? Là cũng tiếc nuối đúng không? Trời ơi, thấy thương quá à. Một chàng trai cũng rất là tình cảm sâu sắc. Bây giờ nhắc lại bạn ấy vẫn còn rất là xúc động. Rồi giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Ngoài về ngoại hình á thì cao 1m6 trở lên, cũng dễ nhìn thôi. Rồi ok. Mắt mũi như thế nào, tướng tá ra làm sao? Thì cũng bình thường thôi chị. Người miền Nam hoặc là sinh sống hoặc làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi giờ anh ấy Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh tiếng đi xe. Công việc á, thì công việc thì có kinh tế vẫn xíu, để sau này thí dụ như có tiến tới gia đình á thì mình lo chụp cho gia đình sau này. Còn gì nữa không? Vậy thôi phải không? Còn em? Em thì chỉ cần khoảng bằng nữ thì cao mấy 1m8 trở lên này được. Rồi
da trắng xíu. Trời ơi, quá trắng luôn, áo em trắng quá, nhìn không ra luôn á chứ. Nhưng tính tình nó chỉ nhẹ nhàng xíu là được, em chỉ yêu cầu vậy thôi. Yêu cầu vậy thôi ha. Tao cho chị coi cái hình của em coi. Trời ơi trời, hình này hồi đi học hả trời. Đi học rồi bây giờ sao mà tao nhận ra. Nè, tấm này được nè, lựa đi. Năm anh, lựa đi một anh. Trắng à, có trắng. Em cao mét mấy cưng? Dạ, mét 55. Lựa đi. Em cao mét mấy? Mét 7 chị. Mét 7. Đâu, ai? 120 người này. Người nào? Sao biết 120 người đó? Tại vì chiều cao á. À, da có đen gì? Vừa phải, không đen, không trắng. Ốm không chị? Ốm ốm, gầy gầy. Chị chắc người này quá. Chắc chưa? Rồi chắc có, giữ yên nó đi. Có chưa? Áo trắng quá. Nó ai? Áo trắng chị. Áo trắng hả? Lý do tại sao chọn áo trắng? Đón vậy thôi. Đón vậy thôi phải không? Rồi. Mời hai bạn nhìn về hướng trái tim. Trời ơi, nhiều mày rồi. Không, chặt lắc rồi phải không? Đứng ông này ông đưa hình cũng ác này, mình núp ở đằng sau mà đưa cho người ta đoán. Sao? Trời đất ơi, ông nhìn hình mà ông còn chỉ trật nữa đó em. Nhìn kỹ lại coi. À, nhìn mày mày. Trời đất ơi. Đây nè ông ơi. Hỏi thử coi cổ phải không hay là tôi chỉ trật. Phải em đó không? Đúng rồi. Mà ông chỉ ba người luôn trật lất hết trơn á. Trời ơi, cặp mắt quan sát của em kiểu gì vậy? Nhìn kỹ thôi, đừng nhìn hình nữa, giờ nhìn kỹ đi. Đúng chưa? Rồi này có tặng không? Rồi, cảm ơn anh. Hoa đẹp quá ha, lớn ghê ha. Em có quà tặng cho anh. Dạ được. Cảm ơn. Món quà này món quà gì vậy em? Dạ cái ly sứ ạ. Ủa sao tự nhiên tặng ly? Tao nói tặng ly là ly tán đó em à. Dạ không, em thấy nó đẹp đó. À em. Ly đẹp đó hả? Dạ. Mỗi sáng ngủ dậy uống ly nước, mỗi tối đi ngủ uống ly nước nhớ em ha. Rồi, trước khi uống nước thì mình ăn đó đã. Bây giờ tới giờ ăn trưa thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Cho nên là chị cứ nhìn vô camera điện thoại rồi chị chia sẻ giúp tụi em nha. Đầu tiên sẽ là giới thiệu về họ tên, thông tin cơ bản của mình trước giúp em nha. Chị tên là Hoàng Kỳ Hạnh, sinh năm 1975. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu. Còn gì nữa không em? Là quê gốc của mình là ở đâu? Đâu chị? Quê chị thì ở ngoài Hà Nội. Là chị vào Vũng Tàu lâu mẹ chưa? Mẹ của chị Hà Nội, chị học tập ở ngoài Hà Nội, sinh sống ở Hà Nội. Chị vào Vũng Tàu khoảng 20 năm nay. Dạ rồi, hiện tại là chị đang làm gì ở Vũng Tàu? Chị làm công tác tại công ty dầu khí ở dưới Vũng Tàu. Dạ rồi, ok. Cán bộ công nhân viên. Dạ rồi, bây giờ chị Hạnh chia sẻ một xíu đi. Trước đây mình đã từng lập gia đình hay chưa ha? Chị chia sẻ giúp em về cái cuộc hôn nhân trước đó luôn nha. Chị thì đã ly hôn. Thì chị có hai con, một trai một gái. Một cháu thì hiện tại giờ đang học đại học ở trên Sài Gòn. Một cháu thì đang học cấp 3. Hiện tại giờ chị đã ly hôn cách đây khoảng tầm, nếu mà ly thân thì phải chục năm, nhưng mà ly hôn thì mới được 5 năm. Là cái lý do vì sao mà mình lại ly hôn chị? Lý do là tại là cái thứ nhất là không hợp, cái thứ hai là nó bất đồng quan điểm, và cái thứ ba nó là lý do về kinh tế. Nên là bất đồng quan điểm kinh tế, nó xảy ra những cái thứ nó biến cố về trong cuộc sống. Cái quan trọng là liên quan đến kinh tế. Là chị lập gia đình năm bao nhiêu? Chị lập gia đình bây giờ phải trừ tuổi con ra thì mới nhớ. Con của chị năm nay là 20 tuổi thì em trừ 20 năm cho chị cái. Coi như là về ở với nhau được bao lâu chị? Ở với nhau là khoảng tầm, nếu mà chính xác ra để mà hạnh phúc á thì được có khoảng 5-6 năm thôi. Còn sau đấy thì bọn chị sống gần như là ly thân đấy, là khoảng tầm 10 năm. Ly thân 10 năm. Khi mà sau đấy thì chia tay. Dây dưa giải quyết những vấn đề về kinh tế, rồi là các thứ nhì nhàng ra tòa, thành rảnh rập nuôi con này nọ các thứ. Bây giờ chị nuôi hai cháu thì bố cháu thì chỉ giúp một phần thôi. Đó, hiện tại giờ hai cháu thì ở với chị. Dạ rồi.
Ok, vậy thì là trong cái khoảng thời gian ly hôn chị có tìm hiểu ai khác không? Và bây giờ thì chị sẽ mong muốn là một người như thế nào để phù hợp với mình ha? À thì trong quá trình thì cũng có một số người tìm hiểu với chị, nhưng mà thực sự ra thì mình giờ có 2 đứa con rồi thì cũng rất là khó để người ta đến với mình. Ví dụ như chị nói là mình sống đơn thân độc thân đi thì người ta rất là thích. Thế nhưng mà khi chị mà có 2 đứa con thì mình mong muốn là người ta sống với mình thì cũng hỗ trợ mình kinh tế một phần nào đấy, nhưng thực ra thì người ta không hỗ trợ mình thì mình vẫn phải nuôi con, em hiểu không? Mình là phụ nữ mà, nên là mình bỏ con được đấy. Nhưng mà người nhiều đa phần người đàn ông người ta không hiểu cái điều vấn đề đó, người ta sợ gánh nặng, nên đâm ra là đến với nam này chị thấy là người ta chỉ đến với mình thôi chứ người ta không quan tâm đến con mình đó. Có quan tâm thì gọi là cho có cái đấy để làm hài lòng mình thôi, em hiểu không? Đó thì cũng nó chưa thiết thực, yêu mẹ thì phải yêu cả con đấy. Thực sự ra thì mình quan điểm của mình là mình cũng không muốn là người ta chỉ làm bạn với con mình thôi, chứ không cần phải là người làm bố làm cha người ta như làm con mình, bởi vì người ta có sinh con ra mình đâu. Thế thì chỉ làm bạn đồng hành sống chung sống với mình để sau này gọi là bạn tri âm tri kỷ về già. Chứ còn chị muốn tìm hiểu một người là cũng không con, bây giờ cái tuổi của chị giờ 47 rồi đâu có cần con nữa đâu, mình cũng có con rồi mà. Ta cũng vậy thôi, thì nếu như mà anh nào khoảng tầm 50 52 đổ về thôi, đừng có già quá em nhé, già quá là chị không có chăm được. Thế Hôm là đấy giờ từ chị lấy 52 đổ chăm lại mình thôi chia ha. sẻ chị em mình nhé thôi. Rồi còn yêu cầu gì Mà đặc biệt trẻ về hơn người này nữa không tốt, chị? trẻ hơn tuổi tuổi vẫn ok chị, thật sự là rất nhiều anh nhân, nghĩa là như người kém tuổi rất thích chị, em hiểu không? Nhưng mà vấn đề là chị rút lui, bởi vì là chị chia sẻ thật là bởi vì là còn đẻ con, bởi vì khi gắn bó với gia đình mình đã trải qua biến cố hôn nhân rồi, gắn bó với gia đình các thứ, mà đến với những người thanh niên trẻ, ví dụ người tầm 37 đến 42 á, là người ta chưa lập gia đình, em hiểu không? Người ta còn độc thân, nhưng mà đến với mình là mình phải đẻ con cho người ta, nên là cái tuổi của mình giờ chị không muốn đẻ con, chị nói thật chị không muốn hy sinh, cũng không muốn đánh đổi cái đấy, mà mình vì người ta, vì hạnh phúc của người ta mà mình đến với mình không đẻ con thì chị nói thật được vài năm là cũng đứt thôi. Cũng 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 bởi vì người ta đến với mình, người ta cũng gắn bó với mình, phải có một cái sự ràng buộc về đứa con hay cái gì đấy, mặc dù kinh tế người ta không có, người ta lo được cho mình, em mình đúng không đấy. Cho nên chị cũng cũng lấy đấy là chị chia sẻ thật đó. Thế thì những ví dụ như là những thanh niên hoặc là những anh nào mà đã ly dị vợ hoặc là chưa con cái gì mà người ta không, thứ nhất là chị yêu cầu là không đẻ con đó. Còn tất cả những kinh tế những cái Không gì đấy sinh thì con nói chung là khi mà gặp nên gọi là những người bạn tri kỷ sống với nhau đến già thì được, là thật sự Rồi tốt. người này là ở đâu thì được chị? Thường thường nếu mà ở Vũng Tàu thì quá tốt, mà không thì ở Đồng Nai hoặc là trên Sài Gòn thì cũng được, vì cứ cái khoảng đi nó gần gần thôi, chứ đừng có xa quá, xa quá thì mình có gặp nhau được đâu, mà vì công việc của chị ở dưới Vũng Tàu, em hiểu không? Thì nếu mà sắp xếp được công việc mà chuyển đổi công việc được thì tốt, mà không thì hơi khó, vì Coi chị như là ở sống ở khu vực Vũng Sài Gòn Vũng Tàu này kia lân cận được ha chị? Tàu. Lân cận thì được. Rồi, Được, còn có nếu mà yêu có cầu gì gặp đặc được biệt nữa không chị? tập đối tượng mà phù hợp ấy thì lúc đấy thì bọn chị tự sắp xếp với nhau, thì nếu mà có duyên thì sắp xếp với nhau, thì lúc đấy thì một người hy sinh để mà chuyển đổi công việc thì nó là cái chuyện đương nhiên rồi, chứ không phải phải về chung về một mối. Thế còn 12 là cũng phải chị yêu cầu là ít nhất là trình độ phải đại học tương đương như chị, ít nhất là có cái ấy, nhiều khi người ta nói là cùng cùng ý suy nghĩ, cùng đồng cảm, cùng nghĩa là cùng nghe một tiếng ngang ngang á, thì với nhau thì nói chuyện nhau nó mới dễ, em mình đúng không? Chứ còn nếu bình thường mà chương trình sắp xếp cho chị mà những anh mà buôn bán hay cái gì đấy, chị nói thật là nó cũng không, nó hơi lệch pha, chị nói thật đó. Thế nhưng Nhưng mà mà có được những cái anh nếu mà người có ta không có đạt tới trình độ đại học nhưng mà người ta rất là lịch thiệp, người ta rất là ok này kia các thứ, thì chỉ có ok không hay là bắt buộc phải có trình độ? không không phải cái trình độ, có nghĩa là người ta có cái sự hiểu biết, em hiểu không? Có nghĩa là người ta có sự Đúng từng rồi, trải, những và người người ở ta tuổi ví này dụ thì như người người ta ta phải làm hiểu ăn kinh biết tế rồi. tốt. Đúng rồi, cần làm ăn kinh tế tốt, đại loại thế, kinh tế ổn định đại loại thế, chứ chị cũng không cần yêu cầu phải giàu có thì đến lượt, chị nói thật. Cho nên là người ta cũng kinh tế thì người ta cũng ok, và 12 là cái quan trọng nhất là người ta hiểu mình và thương mình, và cái thứ ba đó là người ta phải sống tình cảm. Chị thì rất sống tình cảm, bởi vì chị vào trong Vũng Tàu là chị sống thân một mình, họ hàng chị ngoài Hà Nội hết, cho nên là chị ở trong đây là chị cũng thân một mình, có 2 đứa con cùng đồng nghiệp bạn bè thôi, chứ cũng chị không có ai họ hàng, không có, chị nói thật. Nên là chị cũng muốn là có một anh nào đấy
hiểu và yêu thương mà bao bọc được ba mẹ con chị cũng không cần phải người ta hỗ trợ về kinh tế đâu, bởi vì chị đã nuôi con từ cách đấy bao nhiêu năm rồi, cho nên là chị vẫn sống đàng hoàng là như thế. Nhưng mà người ta cũng hỗ trợ cho mình càng tốt, bởi vì khi đã gắn bó với nhau rồi thì nó là cái gọi là vừa vừa tình thương vừa có trách nhiệm nữa đó. Thế còn Dạ người ta rồi. có con riêng hay người ta có con giống như chị cũng được, nhưng mà đừng có bé quá nha, bé thì chị cũng không chăm được. Nó cũng lớn rồi, tương đồng như chị thì được. Ừ, Dạ rồi, con các ok. cháu rồi Nói đó. chung là hôm Ừ, nay thế chỉ con là hay cái không? buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha chị ha. Nếu mà quan trọng là phải có cái người phù hợp nữa thì chương trình sẽ Thế thông có báo cái sớm gì cho nữa? mình ha. Dạ rồi, ok, em cảm ơn Thì chị. Mình ừ xong thì rồi đó chương chị trình Hạnh. cứ sắp xếp thôi cho. Cảm ơn Dạ em. dạ rồi, em chào.